hôm nay ra hội nướng hoa ăn gặp u nàng mướn xa ô na ra ma ở mường đó dư hội nạt lo bơi dạng hồ mà nay ngay thổ cha ngay lên mường hoàng bơ hội mà gặp nhau ra ồn nương nhưng mà đời nặng chẳng lặng thang nhưng mà mê cho lòng hao là ta đã dò ồn xin na ồn lên tiếng lên ngỡ lời đùa chuối dù một ngày cho bụi cũng là ồn hôm nay ăn ở cặp bàn hiếm là anh giờ anh hơi giang thay bơ cửa thiện đang đưa đùm tiếng ha đã ùn nang bên anh đại ùn lời đau ăn chào ồn chào em với con bán mương nơi nì em ơi đầu tiên em nhún gặp ca em xin thầy bắt mặt mừng chào em có ngày bạn cảm ơn mà lời chúc thiện cha là thầy nương lê giạt ra ngày nì ra em ơi chào em bằng thạch nhớ yên cho đôi hạt là dùng cho liền ngay bụi của ngày mạng hạ mới đến đợt thạch nhớ yên đưa hạ xin ở vẹp chính quyền con nơi nì giờ em hơi ê nhà xin xin lý xin lại có em nhớ cầu un vui vầy cho hay đã giờ yêu xin phép bố mệt lòng nha cho con hát dồn cây la ngày bụi bố mẹ ơi xin phép đang uy trịnh quyền lòng bàn quan lý chi đón thanh niên cô ngày bạn
đỡ hát dùng cho bụi lo bụi câu là cả bộ cây mương ở thái chiến ra dưới hơi ê nhà xin ngày hội thạch nhớ yên cùng đoàn cầu lạc nga vô xa miền cung nguyên là đi con bè bàn xin là phép mà ê nhún là đang bên nam bên nữ cung về là ngay này cung bè bàn thà cha yên thôi cha lầm đẹp nông vùng cao đàng kê vườn rong ớt lên thiền giờ uốn ơi đường đi ca lại đã đôi nồng thôn đôi mới ai mà vươn lên giờ uốn ơi ê nga ơi mà phong cảnh nơi ni ồn thấy thột nhớ đẹp vân vi đi lệ ngà ra rưỡi ơi có đô la có rằng em ơi có đông thôi nhớ đẹp nhất làng ở thái chiến ra giữa em hơi ta cha yên bao đôn làm bữa ngày ngày nay an đình o ngày nó quyền thầy bố con mệt lăng mường bụi tình nhớ được đào kinh phương ở nơi xa đã bồ mê đẹp mà cho má vong cảnh thạch nhớ yên đẹp bà đôi em ùn bám hiếm đôi hà nưa rời hơi hôm mà nay lời hoàn đặt quay hà thì giá hồi có ngày gặp nhau đã giờ ùn ơi lỗ ngài mới cặp em trang hỏi thăm em có khuê lên ai chẳng rời hơi cảm ơn tiếng gọi tầm trang nhỏ y khỏe mình đó đang như năm xưa đã uốn yếu ê nhà con ở một nhớ mình ngập ngày tịt lũ đuổi mê nhà con còn đã uốn hơi ê nhà chùa xây dựng cửa nhà còn nguyên tiếng khê hà ma năm xưa đã uốn hơi ê nhà ơi có bố thờ
mệt rằng chăng hay em nói rồi cho bằng lòng em để giờ em hơi em nhà chăng bố tôi mặt lại lòng em nhà con giữ mai hạt lòng lòng ngày xưa đã đến ồn ơi trước khi ồn hát đã dồn cơn chán ồn à đã tìm hiểu lung lang ở xung quanh rồi hãy ngơi biết là em đã có vợ con ba hôm mà nay gặp lại anh chàng rồi dàn un rửa anh hơi ở nhà hô bố thật bố tha cày khi mưa tham mày lọc cửa nhà là hàng đa nền ồn ơi nhưng mà đẹp mà y đẹp mơ lòng hào mình chung cô ngã này đã ly hôn đã ồn ơi cho đến anh mới cùng vật nơ vơ đi xa đi xuống vầy giữa ngài nương thần đã ùn nơi ôn mẹ anh đuổi vang núi bạc ó mang ôn con chờ đợi anh chàng đến hôm nay ra hẹn hơi chàng ngơ đi hội thạch nhớ yên lười cho em gặp mà lại ồn hiên năm mà chưa đã đến ồn ê nhà măng tất tả lìa làng như con dê nhà đành măng đã nhà đầy đã ồn thương ồn mẹ anh con năm đời ở chớ dù anh thì ở sơ sơ bên anh vậy anh ơi việc anh đã bỏ đôi cho em hỏi lại mấy lời ôn bố cho cô ngày ôn ơi ngày trước anh khế đôi ôn nắng đỡ ôn vài đời chờ chàng đến ngày này ơi hơi ngày hôm nay mà gặp mà lại ngỡ chàng ơi ngã nhầm nói rồi ùn nàng lần hai chửi hơi em đang hạnh phúc vợ chôn chưa bỏ em nói em đã ly hôn non rồi em ơi em họ bố thật đã ổn ơi chẳng bố tôi con át lưỡi ớt lên nhẹ nhà nó bỏ em mơ răng
thương. Mang hào ngồi nôn anh luôn anh hơn anh nhỏ bố ở đây làng phong kia gặp ở lại ha con ma như chưa nên uốn nơi cày đê tí tí lòng anh chẳng bật ép anh là người thu đôi nên uốn nơi thân anh bữa cháu bữa đẹp lắm là vì đã có một nhà người trước thì đôi anh nó ý anh rằng sừng con nàng bởi anh đã ùn đã rỡ cơ nàng bên kia rơi giờ em hơn cách đi đã chín năm nơi em nhỏ bởi xót nàng lại lời đã xài đôi ai nói hôm tí chiếm lũ phù bò thấy ra bù lỡ dụng là hát lo với mô cha anh nên ôn nơi là ngờ chỉ dụng là hát lo nhưng ôn chớ đời con đó năm xưa hạnh hơn là bị yêu lắm mà uốn nắng anh chính nhà ghen là nên anh cha đang xa ra đã nên uốn nơi anh hỡi cho hỏi con vì sao em ở bão mang ra rồi bởi vì bố mẹ uống cho rình em ở vài thím ơi uống hay sao hãy chế uốn khó uốn nghèo quần ăn áo mặc như reo bông dừa chờ em hơi rễ ngã bỏ em bỏ uốn con hôm mà nay cặp mơ lại hạ lông nhiều cầu giữa anh ơi ê nhà ho bố tỏ bố tường cho ồn ơi hãy mặt là ta mương thương anh cô ngày ồn ơi khi hỡ ngày đi lá hoang bố mẹ bạn đã ép anh mình lê dù đã nên ồn ơi nhưng lễ ồn mãi đang xa tình yêu chẳng có để nhà mà phải chia thay đã nên ồn nên đỡ ồn mắm đời ở chỗ nhà một chút môi giới thăm con để ngơi là bi nhỏ áo xa dài
là biển đạc mặt là đinh là ao em đã lên ồn hồ mà nãy cắp mà lại em chàng hiền giờ em tình thế nó ồn nghe em hơi việc đi anh mãi mãi bốn ba chẳng ngờ ngày hôi hà mà gặp bà nhau đã nên yêu ơi nếu mà lời hoạt đặt nơ quay cho em nhớ bởi un có ngày đây nhà diện cô ngày bàn để cho un hỏi thật hỏi ta nhà con say rừng của anh con un chàng rửa em hơi lòng lòng em nhớ nỗi đi điều chẳng có un ở nhà thì đâu cả thần đại un ơi ê nhà ho quyết đã ư tình nhớ ca nếu con chẳng có u na ình má một thần ồn yêu ơi ồn na ý quyết đã đình ở ca nếu ăn là cửa là nhà con em nhà em ơi cảm ơn ngày hồi ta nhớ yên đưa cho em nhà un liên cặp mà nhau đã giờ un ơi cảm ơn ngày hồi thạch nga yên đưa cặp mơ lại vậy mà rình duyên giờ em ơi hôm mà nay quyết gia đình nhà bạc câu đôi hà khùng đẹp muộn máu bên nhau giờ ồn nơi cả ba khá đã đôn y bằng lòng ồn lo bố mẹ rơi ưng hạnh hơi bố mẹ nhớ cười nhá khi nói buồn đạp mà anh mà lê dù nè nhà un ơi nhưng mà em nhỏ quên ăn un ở đời khi nói đầy chuồng bắt bơi bên bàn nền un ơi ngày xưa bố mẹ nhà chàng chẳng ưng cái bằng un mang về là dù rơi hay em hơi chỉ cho rên đi xây rừng cửa nhà đi thêm tổ âm cho ma em đi ra em hơi giờ đi mà nó la lại em hơi
bố mẹ có ơi thương em chẳng giờ em ơi. Ôn à ơi chớ bố nhiều lời em nhà măng chú cả đông biết ngơ bơi lăng thần đã đến nhậu na giờ ní em ngã về má hôi bố mẹ kha cho un cúi lột bao nhà là dù chẳng hay hơi làm à ơn un bộ lưỡi à đi nhà hoa hỏi bố mẹ còn à thì lê dù đại ồn ai nếu à ồn chẳng ám mà rê nga vợ rê nga ba cho ồn khui át lộc bao nhà là thế à cơ ngày hơi dù răng à, đeo đi mà thương mà thường làng á bầu mà châu làng em un à về la bự la ba trăm ca tục á cùi người khá đều lùng á nên un ơi khâu à khi ha ở chung ở nhà kinh con để cài tròn ba nó chưa nên nhún ơi cho uống má cuối lột bao nhà đầm mà thế hai mượn ăn thua cơm khô cơ ngày chiều đang ngỡ nắng thiêng yêu ơi nhà lê đạt ở mặt cho người nhà yêu đôi nền ồn ồn mỏi la ua ê la ua ăn rùa cơm mặc áo bộ mẹ nhà trang ở lâm em chỉ lo ôn khó ôn nghe bộ em sắp ở đạch người do cho em rồi em ơi hà chẳng chê cái khó cái nghèo thương nhau cụ bờ cháu béo y qua nền uốn nơi đó mê phải thưởng ca cho nhà hạnh phúc bố mẹ ca nó cũng chờ thôi đã uốn nơi cách đăng ký kênh Người Mường TV2 trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube, trên mục tìm kiếm của YouTube các bạn gõ chữ Người Mường TV2, tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang,
và đây là kênh Người Mường TV 2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV 2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Mường TV 2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.